ai cũng có quyền yêu và được yêu. Với tiêu chí đó, phiên bản mới của Love House đã ra đời với tên gọi Boys Love. Vẫn là câu chuyện đi tìm tình yêu, nhưng là của 8 chàng trai, những người đã dũng cảm bước ra ánh sáng và sống đúng với con người thật của mình. Không phải là những hình ảnh lung linh của những thước phim ngôn tình. Lần đầu tiên, một chương trình đi tìm tình yêu thông qua những gì chân thật nhất, con người nhất. Những mặt tốt và cả mặt xấu của 8 chàng trai sẽ được bộc lộ qua 7 ngày chung sống. Họ sẽ có những phút giây cùng vui, cùng buồn. Và qua khoảng thời gian ý nghĩa đó, liệu họ có tìm được một nửa yêu thương của mình? Mời các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn ứng dụng Netlove đã đồng hành cùng chương trình. Ở tập trước, dù Phúc đã xác nhận tình cảm của mình dành cho Duy Anh, nhưng hiện tại cảm xúc của Duy Anh vẫn dành cho Trọng. Còn Trọng thì đang phân vân khi thấy Duy Anh đang có nhiều đối tượng để ý. Hùng đã thả một chút thính, nhưng Khanh vẫn chưa cảm nhận được. Còn Sơn vẫn dành ấn tượng cho Phúc. Anh hay đi Vũng Tàu nha. Vũng Tàu nó không có gì hết, đối với anh không có gì. Không có gì thì hấp dẫn anh. Có em sướng mà được như vậy không nè à? Sướng không? Quá sướng luôn. Đây nha, đây là Linh Anh nha. Buổi trưa, Nhật Duy trở về nhà chung. Sơn và Hùng tranh thủ họp phòng ba người. Hello mọi người. Sướng rồi. Giờ tôi sẽ Duy đã về với căn phòng nhà chung của mọi người đây. Đây Duy đi làm kiếm tiền nha mọi người. Hôm nay sẽ mời hai bạn nữ trong phòng ở uống nước. Nè, tôi nói với cậu biết là đêm hôm qua tụi tôi họp nhà chung. Họp nhà chung. Họp phòng chung trong cái về tổ cuối cùng. Thiếu bà. Và rồi, chúng tôi khoan, cái làm kiếm tiền là một, nhưng mà hôm qua biết một cái lỗi rất là nặng luôn. Ekip đợi. Đâu hôm qua đi có nói gì? Hôm qua mọi người đợi thức ở đây để chờ bà về nói chuyện. Có trả lời tin nhắn, nhắn tin đàng hoàng. Có đó, chị Linh mấy giờ về? Gần nhưng, sáng rồi nói. Nhưng mà nói gì đó là ngủ đi, đừng có đợi. Nhưng mà có nói nhắn tin cho Hùng. Nhưng mà tự nhiên viên xỉu ngang không biết. Đó. Cho nên thành ra nên quyết định là từ nay tới ngày cuối chương trình là sẽ không đi đâu nữa. Đi thấy lỗi, rất lỗi. Cho nên là tí nữa nè, từ đây tới ngày cuối chương trình không đi đâu nữa, nhưng có thể đi coi tôi diễn. Không, tí nữa nè, tí nữa thấy khỏe thì xuống, không khỏe thì thôi. Xuống dưới nói xin lỗi mọi người một tiếng thì thôi. Đúng rồi, có thể sửa sai hoặc là nấu chiều nay nấu muốn ăn gì đó cho mọi người cũng được. Khoan, có thêm nữa lỗi nữa là lỗi với anh Khanh. Tại vì hứa hôm nay là cái gì? Hôm nay đi chợ với anh Khanh. Hôm nay là support cho ảnh mà. Support cho ảnh buổi chiều. Đâu, hôm qua anh là nói là buổi trưa, buổi sáng hồi sáng anh mới nhắc luôn á. Cái là buổi chiều. Hồi sáng anh nhắc luôn á. Buổi gì kinh? Hồi sáng anh nhắc, anh chờ bà đó tại vì... Duy xin phép xỉu ngang. Tại vì anh xỉu chờ bà đó, anh chờ anh Khanh tại vì... Kìa. Hồi sáng anh Khanh nhớ bà. Anh Khanh nhớ bà. Anh nha, cái phòng của anh bề bộn nha. Ai sáng nay, hồi nãy ai mới lên xếp lại cái mền cho anh nha. Cảm ơn em. Em biết anh nằm đâu không? Anh nằm ở giường dưới. Giường dưới mà bên nào? Giường dưới mà bên kia. Bên kia là bên nào? Bên... Trời ơi, bên cửa sổ á. Ok, cảm ơn em. Hồi nãy là sáng thức luôn rồi, thấy mọi người hỏi thì đi xuống cũng quên xếp cái mền lại. Phải cảm ơn lần cho mình bé nó xếp mền cho anh rồi. Thương quá. Không, phòng em thấy cái mền ai chưa xếp em cũng xếp cho nó. Bé sáng này con bé mén cũng... Bé mạnh hùng. Con bé mén. Bé mạnh hùng. Tôi gọi anh chuyện ra, anh vệ sinh. Sáng giờ em đi rất là nhiều luôn. Sáng giờ mình chưa nói chuyện luôn ha anh ha. Tại vì anh thấy em có nhiều tâm sự quá nên chưa có dịp để nói chuyện với em. Người mang tâm sự. Nên chọn con tim hay là nghe lý trí? Em thì thường em suy nghĩ thì kiểu lý trí lắm.
nhưng mà anh thấy em đang quyết định của em á, nhưng mà quyết định thì vẫn là công ty. Cái lý trí em nhạy bén á. Nhạy bén nhưng mà nó vẫn thua con tim. Đúng rồi. Tự con tim em làm, tim em đau thôi. Đau bằng này không? Đau bằng này không? Phúc và Duy Anh về nhà chung là nhào vào bếp phụ mọi người một tay. Sáng đi chơi vui không? Đi chơi gì, đi chợ chứ sao đi chơi? Thì lại đi chơi đó, với mấy đứa con nít thì là đi chơi. Cái này mới là đi chơi nha. Đây là đi chợ nó ăn. Đi làm. Đi chợ nó ăn. Đi làm. Phát sóng rồi biết đi làm, sáng giờ đi làm lên phòng làm. Ủa, chưa được khách hàng nữa. Bán cho anh đó hả? Bán mà khách hàng chưa có mua. Chồng mua không? Nani? Khi những người 3D vào bếp. Hay quá vậy? Không có bán chéo nha. Thật sự mà. Đâu biết đâu. Giờ mình biết rồi đó. Tự nhiên mặt quạo trông thấy luôn á, mới đi về cái. Đâu có quạo đâu, sáng giờ em quạo bình thường. Hiện tại cảm xúc của mình đang nghiêng về thành viên nào thì mình vẫn đang thiên về tình cảm với chồng. Xong chưa? Xong rồi nè. Mày có quạo không? Quạo trời. Cười tươi nè. Dễ chân. Cười rất tươi nha. Dễ chân. Không, mình họp gia đình đi. Có thể tối nay mình họp gia đình. Những cái ngày đầu tụi mình nói sợ thì nó thoải mái hơn. Em thấy những cái chương trình khác mỗi lần họp gia đình drama lắm á. Họp nhà chung. Sợ. Mình đâu có drama, tại vì là mình chỉ nói thẳng với nhau thôi. Tại vì cái tính của em rồi, tính thẳng tính là rút cuộc. Đúng. Em là cái gì đó. Nhưng mà anh cũng phải biết cái cách để góp ý. Anh biết mà. Mình ý là cũng đúng một vấn đề đó, nhưng mà mình nói giảm nó tránh tí xíu cho nó dễ chấp nhận hơn. Phi hơi buồn, trưa nay ai làm gì vậy? Không có, anh buồn vì em đang bệnh. Phi đang bệnh. Sáng giờ bị sốc nhiệt đó. Người buồn là... Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chị thấy em lẳng lặng đi lên là chị biết rồi. Hồi sáng nay mấy anh cũng nói là làm gì không được. Đúng. Tôi nói đỡ giùm bà đó. Từ chiều nay làm sao? Không, các anh, đặc biệt anh Phi. Các anh, đặc biệt anh Phi. Mấy anh phòng bên thì cũng biết tính anh Phi rồi. Trời, tính anh Phi là người mà anh thì lo. Người ta lo, người ta mới nói. Người ta lo, tao mới nói. Kiếm tiền mà đâu phải. Biết là kiếm tiền nhưng mà có nghĩa là người ta lo. Phải công việc là phải như vậy. Chứ đâu là muốn cái quyết định công việc của mình thì đâu. Người ta lo. Người ta lo. Cái quan trọng nhất là người ta lo. Ừ. Quá mệt với bệnh là không có mặt ở đây được. Nhưng mà là có xuống không? Có xuống ăn cơm không? Không biết. Ủa, anh nhắn tin mọi người đó. Thôi để em đi lên nha. Em đi lên, em đi lên. Ngồi đó đây. Em đi lên nha. Nó phong cách hơi cao bồi nha. Hôm qua ba bạn cũng không xuống, hôm nay cũng là ba bạn. Một con nhỏ nhỏ được không? Bé bị gì hả? Cho em mang lên trong con gì? Lý do? Nè. Tại sao mọi người đang cố gắng để cái chung vui mà bạn gì một cá nhân riêng tư của bạn? Không, thật ra là sức khỏe anh chứ không phải là... Không. Hơi drunk. Sức khỏe. Biết sức khỏe mình vậy này. Lại... Chắc chắn là tối nay sẽ có cái tạ lỗi, nhưng mà cái... Đúng sửa đi. Tại vì hiện tại nó đang... rất là đuối, thiệt sự. Mà em thấy lên trên cũng mệt lắm rồi. Thôi mọi người thôi. Đối với Duy nha, khi mà sau một đêm biến mất hoặc khi mà quay lại á, thì mình có nhiều cái suy nghĩ về Duy lắm. Tại vì nói thì không biết lúc phát sóng mà suy nghĩ như đó, cảm nghĩ hiện tại là bạn không có toàn tâm vào cái cuộc vui, cuộc chơi ngày hôm nay. Tại vì khi mà mình chấp nhận bước vào ngôi nhà chung này thì mình phải nghĩ đến mọi người và nghĩ đến cả cái ekip, chứ không phải nghĩ cho bản thân. Bạn đi qua đêm như vậy, đến khi mà sáng hỏi ra thì chưa về nữa. Đến chiều, đến trưa khi mà nấu cơm xong ăn thì bạn lại mệt. Bạn về tối thì bạn lại mệt. Bạn không ăn cơm được, bạn không xuống có ăn chung với mọi người, bắt buộc phải đem lên phòng. Thì cảm thấy mình nó không có vui được trọn vẹn. Duy nó phải uống thuốc. Nhưng mà hiện tại là từ sáng giờ Duy nó không ăn được gì hết. Mà không uống thuốc được. Đó là cái quy luật, uống phải ăn trước rồi mới uống được. Thì cho nên là bây giờ phải có bữa ăn để cho Duy nó ăn. Nè, uống được. Bây giờ có cơm rồi nè, bới, ố cho đồ ăn vô. Không, đắp lên được cho bạn. Đắp lên cho bạn liền đi. Đắp trước đi, lấy lại đi uống. Không, anh lấy cái tô cho anh, uống cho tô với lại cái chén. Chứ không có phân chia gì hết. Khi em nhận được buổi ăn trưa từ các bạn đem lên tận phòng cho mình, thì cái thứ nhất là em thấy ngạc nhiên và thấy vui trước. Trước tình cảm của mọi người dành cho mình thì em cảm thấy tất cả mọi người rất là thương. Và mới có 2 ngày thôi mà đã có dành những cái sự quan tâm cho mình rồi. Thì khi em ăn cảm thấy ngon và rất là vui.
rất biết ơn mấy bạn. Tánh em là rất là công tâm. Thật sự tánh em rất là công tâm nha. Khi nãy mà là lên anh lên thăm em, Trọng lên thăm em ok. Sáng nãy em lên chảnh nằm chảnh uống thuốc luôn á. Em cũng đồng ý với điều đó. Em đi mà. Hả? Em đi mà em nói biết gì đâu, đồng ý. Đồng ý với điều Phi nói. Chú Duyên. Phi nói gì? Ăn đi anh. Phi nói gì? Không có ăn ngớ hết không? Thử thách của anh Khanh là ăn hết ba chớp. Thôi đừng thử thách anh. Để mình không thắc mắc nữa. Thử thách cái người mà làm cho em bực bội á. Tôi đang ngồi ở cái nơi. Không, ý là anh nói em hỏi gì anh nói gì anh Phi. Hiểu không? Em đang ngồi ở cái nơi gọi là có hai, có nghi vấn hai cặp nhưng mà em lại ngồi một cái nơi không đúng. Thật sự em còn gấp cá. Sau khi rửa chén, Phúc lên phòng tiêm hoa cúc để gặp Sơn. Anh đang làm gì ạ? À? Hả? Có rảnh không? Cho nói chuyện với anh. Trung đi về nhà hả? Dạ. Trung đi về nhà. Dạ đúng rồi. Ai chở em đi? Em chắc tính là đi rá, tại vì em không có xe. Vậy bây giờ anh đi về tiệm anh. Em đi với anh đi về tiệm anh. Còn chút anh sẽ sẵn đầu đường, anh sẽ chở em đi về. Về nhà. Về nhà em luôn. Ok không? À. Rồi anh mời em đi về tiệm anh. À dạ. Yeah. Được không? Dạ được. Rồi ok. Ok. Anh chỉ có 7 phút để thay đồ thôi nha. Và em à. Em có 7 phút để thay đồ. Dạ rồi. Ha. Vô thay đồ rồi anh chở em đi về tiệm anh. Dạ rồi. Rồi ok. Mình này là mình cố tình dẫn Linh Anh tới tiệm mình để cho Linh Anh nhận thức từ ngay lúc đầu luôn Phúc là người như thế. Phúc sẽ bận vào ngày thứ bảy chủ nhật. Nè anh đi ra đường á? Không anh có rồi. Ủa anh có cái cũ thay thế của em nè. Cũ đó mất công để nó dơ rồi. Sao okay, okay. Lấy cái mới đi. Tiệm của anh ở đâu? Tiệm của anh ở quận 7 á. Quận 7 hả? Là người mà Sơn đang dành nhiều tình cảm nhất nên khi Phúc có nhã ý muốn chở Sơn qua tiệm mình thì điều này càng làm cảm xúc của Sơn dâng trào, không biết diễn tả thế nào. Hiện tại thì cũng đang rất là hồi hộp, đang gọi là không biết ngộ nhé. Ở ngoài không biết thế nào sao tự nhiên vô chương trình này hồi hộp quá. Mỗi người nó có một cái cảm giác khác nhau. Đối với Năng, đối với người khác anh không biết, rồi đối với anh ok. Các bạn này biết lắng nghe. Tại vì em á, cái style kiểu của em á là sẽ phải nghe hết những cái truyền đạt của người khác. Rồi sau đó mình mới phân tích được là ai đúng là ai sai đúng không? Tại vì có những người họ sẽ đưa kết quả trước. Nhưng mà cái câu nói của họ sẽ có đưa kết quả trước nhưng mà về sau họ sẽ có những cái giải thích. Em định rủ với anh đi làm da chung với em tại vì sáng giờ á em thấy em với anh có nhiều chuyện cần nói tại vì khi ăn khi làm việc chung á em bắt gặp nhiều ánh mắt của ảnh quá. Cho nên là với lại trưa nay cũng có nhiều quan điểm cần nói. Cho nên là muốn tranh thủ lúc đi làm da rồi hai anh em gặp nói riêng. Chào cờ. Ôi. Đi liền nha. Nha, em xem xem xuống bếp đợi. Ok, em hẹn người ta 2 giờ. Nhanh nha.
cái tập về của em. Cái tập về của em phải. Anh ơi, mang má, mang vô luôn đi em. Con husky đẹp nó được kìa. À, cô cắt nhiều không con? Vậy hơi cao cao. Con uống quăng hơn chút không? Hay là như vậy? Cao lên ừ. Cho nó bùng cái đầu ra đúng không con? Dạ. Con uống cái giận lớn. Đây 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 là cái mẫu tóc uống của anh cắt nè. Ok ha. Cái này nó uống tóc của cô này một năm rồi đó. Mà nó vẫn còn như thế này nè. Sao? Vụ à. Gì hết? Ủa anh không biết hả? Cho mọi người trong nhà ai cũng biết Duy thích. Nó lộn Phi thích Duy mà. Ờ mà sáng giờ Duy cứ Phi cứ cằn nhằn cái vụ của Duy á. Ờ. Em thấy khó chịu. Thế nên nhờ có anh tự nhiên thấy đồng quan điểm. Với lại biết sao không, em thấy bây giờ nha, mới hai ngày nay á thì em thấy em dễ nói chuyện với anh nhất. Dạ yeah. Mặc dù mình ít nói chuyện với nhau nha. Ờ. Nhưng mà em dễ nói chuyện với anh nhất ấy. Còn ba người kia không hợp mấy, đặc biệt là anh Phi. Rồi còn anh Khanh thì em sợ anh bị tan vỡ. Tại vì cái không ý là mục đích em của ngày hôm nay á là em định là tiếp xúc với lại anh Khanh nhiều hơn. À. Nhưng mà từ sáng giờ và nói chuyện và cả nửa buổi sáng anh đi làm á là em hoàn toàn là thời gian đó em tiếp xúc với anh Khanh không à. À. Em sợ là cái năng lượng của em nó power quá. Thì anh đứng cái bên anh sẽ dội bị dội á. Em kiềm bớt lại rồi. Ráng lắm rồi nhưng mà vẫn không thể. Nếu không thể anh hiểu mà đúng không? Ừ. Tại vì với anh á là không có gì là xấu hoặc là không có gì là đúng hay sai hết á, mà nó chỉ là phù hợp hay không phù hợp thôi. Thì anh Phi cũng vậy, anh Phi thì sẽ phù hợp với ai đó. Và mỗi người trong nhà mình sẽ hợp với một ai đó, nhưng mà gọi là từ từ mình mới có cơ hội để mình tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Thì mình mới biết là ai sẽ thích ai thật lòng nha. Tại vì bây giờ mới vô nhiều khi là mọi người cũng thật lòng ai cũng sẽ muốn tạo cho mình những cái hình ảnh tốt nhất. Nhưng mà ở lâu và nhất là ở chung á thì cũng sẽ show đúng cái bản chất thật. Nên là từ từ mà ai thật tâm tính như thế nào thì từ từ rồi em cũng vậy. Và anh nghĩ là cũng không riêng trong chương trình này đâu. Nếu mà ở chương trình này phát sóng lên thì cũng sẽ rất là nhiều bạn trai, rất là nhiều các anh khác sẽ thích em. Tại vì không có ngẫu nhiên gì mà chương trình lại chọn em. Với lại là em cũng sẽ tự biết về bản thân mình mà đúng không? Với lại kiểu tự nhiên cười. tự nhiên em hiền quá, em làm anh. Ừ, bình thường em rất là sôi động, rất là nhí nhảm. Sao được bây giờ em nói chuyện với anh sô điếc. Tại bây giờ đang nghiêm túc nên là mình sô điếc chứ đừng cho đâu người mình giỡn thì giỡn gì đâu. Chỉ có cái là nó tới đâu quên rồi nè. Thì nó là không ở trong này thì cũng ngoài kia sẽ có người thích em rất là nhiều. Không có chuyện trong này cơ. Anh vậy anh thích ai nhất? Thích theo kiểu là hướng về tình cảm nha, chứ còn thích mà nói chuyện chơi là ấy đấy. Anh cũng đang có cảm tình với Trọng hơn so với mọi người một tí. Vì? Tại vì bạn ấy dễ thương, về mặt ngoại hình thì là giống như là gu của anh. Kiểu xinh đáng yêu, thật thà. Đó vậy đó, nhưng mà còn nhiều cái khác hơn nữa thì đâu thể nào mà yêu một người, quen một người mà chỉ vì cái ngoại hình được em. Nó sẽ khác. Trọng dễ thương mà. Với cả em thấy Trọng cũng chịu khó tương tác với anh nha. Chắc người trừ về đợi nghiệp bạn em. Tại vì thật ra là bạn ấy cũng chủ động. Anh động với anh rất em là thấy, thích em thấy điều động. Đó. Anh không thích một người quá kiểu bị động á. Bị thụ động quá thì nó sẽ không vui. Cái gì cũng phải cả hai đóng góp chứ. Đúng không? Có muốn gọi đầu không? Giờ anh gọi đầu. À, đi được. Ok.
Đi em cũng đang thích gọi đầu. Cái này ghé anh là được ông chủ làm á. À, đúng không? Hay quá vậy. À, cái này là được ông chủ làm á. Trời ơi, em thích lắm luôn á, được gọi đầu á, để người ta cảm nhận không ạ. Để em về em sẽ nói với Tồn Quốc Cung của em cho ngày chủ nhật nha. Ok, kéo qua đây hết, anh gọi hết đúng không? Phải như có chị em giờ này đang ở nhà hả? Em gọi em khoe. Phê nha, làm là phải phê nha. Bây giờ là mình cảm nhận nha. Em nghĩ chắc sau này qua chắc cũng được ông chủ làm hả? Ok. Rồi, muốn ông chủ làm là phải bốc lịch nha. Bốc lịch trước 1 tháng nha. Ủa, rồi ông chủ làm là phải bốc lịch 1 tháng. Cũng phải được ưu tiên tí chứ cũng tắt. Ok. Cũng tham gia chương trình xong rồi chắc cũng sẽ qua. Cũng sẽ qua đúng không? Cũng sẽ qua chứ chưa chắc là sẽ qua đúng thì không? Sẽ qua đó. Ghi nhận. Thích cái gì? Phê không? Lúc đứng ra gọi đầu cho trực tiếp cho Linh Anh á, là bắt đầu mình cảm nhận mình Linh Anh có hợp nhau đến như vậy hay không, và có một cái tình cảm gì đó nó có thể đi xa nữa hay không. Đúng là cái này cũng được gọi là khéo tay. Khéo không? Nó về cái nghề em thôi. Không nhận là từ bữa tới giờ, tới lúc vào nhà chung là em chưa đi mắt xăm mặt với... Giữa này là một công hai chuyện đó đúng không? À, bữa nay vừa tôi được hẹn hò mà vừa tôi được massage, được thư giãn nữa. Trời ơi, cái đầu óc của tôi nó được giãn ra nữa, biết bao nhiêu phải không? Sướng mà được như vậy không nhỉ? Sướng không? Quá sướng luôn. Cái này gọi là quá thích luôn. Quá thích. Cả ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi cho cái việc mà cố gắng dung hòa với anh Khanh đấy. Cho nên là em mới gọi anh để em... Ừ, hai anh em mình... xả ra. Cứ đi xả stress đi, anh cũng cần điều đó mà. Với là... kiểu như... tối hôm qua... Ừ. Anh nói một câu mà đi... tối về cái mọi người nói cái họp phòng em họp á. Ừ. Nói chuyện lại em mới nhớ ra, em thấy em nói... Thôi. Hơi buồn nha. Sao? Hôm anh nói... kiểu như là lúc mà hỏi thật á. Ờ. Anh nói là... hỏi gì thằng này có gì đâu có hỏi, có gì nó sâu rớt rồi. Thì với một người như em á thì anh sẽ thích tạo ra cho em một cái thách thức nó cao hơn so với cái thách thức so với cái con người của em nữa, để khám phá xem em có thực sự là dũng cảm không, em có bản lĩnh và em có dám chịu chơi hay không. Tức là đúng không? Với mọi người là em đã trưng bày những cái mà mọi người cần biết rồi. Đúng rồi. Em có nhớ cái lúc mà mình nói về chuyện cũ không? Em cũng đã đưa ra cái quan điểm tình yêu của em rồi. Ờ à, thì mọi người cũng đều biết. Mắt chị đá lại bình thường thôi mà, tại vì nhắc lại em nhớ em suy nghĩ ấy. À, nhạy cảm là một cái điều rất là tốt, nó sẽ giúp cho mình tinh tế hơn. Anh thấy điều đó rất là tốt luôn. Chỉ là em thắc mắc thì em có thể hỏi anh, thì đây là câu trả lời anh dành cho em. Ừ. Em cũng hay em hay khùng bên ngoài vậy chứ lâu lâu hay nói con tổn thương chú hoài. À không em, bản thân anh cũng vậy. Anh cũng là nhiều người nhạy cảm luôn. Anh Nguyễn Hữu Trí là một speaker, một diễn giả rất là nổi tiếng của Việt Nam. Anh có làm riêng một cái clip video về người nhạy cảm. Và anh nói là người nhạy cảm rất khổ. Nếu mà họ không có hiểu được là mình là người nhạy cảm thì mình sẽ rất là dễ bị nhạy cảm với những cái ngôn từ thông thường mà mình làm cho nó trở nên tiêu cực và thái quá lên và mình bị buồn. Mà không ảnh hưởng đến cuộc sống á. Em hiểu không? Đó, nhưng mà ngược lại nếu mà người nhạy cảm mà biết tiết chế thì họ sẽ là người rất là tinh tế. Họ biết cách nhìn nhận, nắm bắt tâm lý rất là tốt và biết quan tâm mọi người, cảm xúc của người khác. Đó, thì em nhất là em đang làm trong một cái môi trường mà sắp tới em sẽ trở thành idol diễn xuất. Thì anh nghĩ là với sự thông minh của em thì em sẽ tiết chế được. Không sao, từ từ. Nên là mới gặp để hỏi nè, để xả nè chứ. Ờ. Gặp những người khác em không có thẳng ý được như vậy đâu. Tại vì với anh tự nhiên cái nó kiểu như mình cũng từng số ấy, xong mình dễ nói được, mình dễ nói chuyện hơn. Ừ. Còn ba anh kia thì em thấy hơi khó. Anh thì cứ thoải mái đi em cứ là em đi. Em đừng có giả tạo là được rồi. Anh sẽ rất là welcome điều đó. Sao giả tạo làm gì cực khổ vậy? Ừ.
em là thà em sống thật, em sống nó bị là tí cũng được, không sao, nhưng mà đừng có sống giả tạo với anh, sợ lắm, anh rất là sợ điều đó. Qua 2 ngày thì thấy Duy Anh là người dễ nói chuyện với Hùng nhất và cùng tần số với Hùng. Và Duy Anh trưa nay như Hùng như được sạc pin sau khi đi với Duy Anh vậy đó. Sốc này của anh đó. Của anh đó hả? Ờ, anh cứ, em cứ lấy thoải mái, anh trả tiền. Ủa, sốc của anh? Đâu, em trả tiền. Sốc của chị anh. Anh trả tiền, sốc bắt anh trả tiền. Không, sốc của chị anh á. Chị ruột hả? Cái này chị anh tên Thanh Thảo. Nha. Giới thiệu chị Phúc là để cho chị Phúc khỏi ngạc nhiên là lỡ sau này Linh Anh có là gì đi chăng nữa của mình thì Linh Anh vẫn đến chơi bình thường. Chị là chị ruột của Phúc này nè. Dạ. Giống không? Thấy chị em giống không? Giống. Chị xinh hơn. Dạ. Chị xinh hơn. Chị xinh hơn. Đi cân. Trời, mấy mùa này thơm dễ thương lắm luôn á. Dạ. Bán được lắm. Anh hay đi Vũng Tàu chơi. Anh không. Anh không thích Vũng Tàu lắm. Tại sao? Vũng Tàu nó không có gì hết, đối với anh không có gì, không có gì thì hấp dẫn anh. Thôi em, thôi em. Dính liền đúng hay không? Hay quá vậy. Do anh không thích ăn hải sản á, anh chỉ là bình thường thôi. Anh là người đầu tiên ở Sài Gòn mà không biết Vũng Tàu mà em nghe được. Và cũng không thích Đà Lạt luôn. Giống em. Anh không thích Đà Lạt luôn. Anh không thích Đà Lạt là tại sao? Thật ra là anh thích ở nơi nào mà có người yêu của anh á, chứ không phải là một địa điểm nào đó. Anh cũng đã từng đi Đà Lạt, anh đã từng đi Vũng Tàu với người yêu cũ. Mà tại vì anh là bị hội chứng nghiện người yêu á, nên là có người yêu là được ạ. À, anh đâu cũng được mặc dù không thích đúng không? Ừ, để làm một cái thứ gì đó khác đi. Anh không thích ăn hải sản, anh cũng ăn. Ăn cho biết, để xem thử là tại sao bạn nó lại thích như vậy. Thì hay đi đâu vậy? Đi một cái địa điểm nào đó, đi Nha Trang hay là Vũng Tàu, hay là đi Sapa đó. Hồi đó một anh đi cũng khá là nhiều. Ta cũng khá là respect nha, tôn trọng với em. Tôn trọng với em. Vì anh thấy đơn giản là cả hai biết vì nhau nên anh không ngại làm những cái mới. Ừ. Hay là như hôm nay anh đi, chẳng hạn em đi với em vậy, anh cũng xem đây là một cái điều anh sẽ nghĩ trong đầu trước và anh sẽ cài đặt cho nó là sẽ là một điều thú vị và anh sẽ tận hưởng nó đó. Anh đi đi. Anh tới giờ em vẫn chưa có đối tượng. Ờ, thì nếu mà là một người thiện lành á, ừ, thì đương nhiên là phải tạo điều kiện cho những người đã có đối tượng rồi ở chung một phòng. Ừ. Để anh tìm hiểu. Ví dụ như nếu mà anh để ý chồng hoặc chồng có cảm giác với anh thì nên một phòng nè. Rồi Duy với lại Phí một vòng như vậy. Trời sao hay quá vậy. Rồi anh sẽ trao cho em một chiếc vòng. Vòng gì? Thiên sứ. Ừ. Rồi em không dành cho em sao? Em vẫn chưa thấy đủ. À, nhưng mà em có thuộc cái tuýp là sẽ giành giật trong tình yêu không? Khi mà em đã yêu ai đó. Nếu tụi em đã và người đó chưa có người yêu, chỉ là tìm người đó cũng có người khác đang tìm hiểu đi. Thì sao? À hả? Người là người quen. Em sẽ nói thẳng luôn, ê tao cũng thích ổng đó nha. Bây giờ tao cũng đang có ý định với ổng đấy. Em nói thẳng với người đó thì phải tương phai cạnh tranh công bằng. Chứ không có chơi sau lưng. Thì thấy trọng hơi bị hụt hẫng, nhưng mà anh không phải là option để cho Duy Anh theo đuổi. Duy Anh theo đuổi trọng, anh biết chắc một cái điều đó. Nhưng mà anh nhận thức được nên anh giật lùi. Nhưng mà trọng thể hiện là trọng là người thích Duy Anh. Trọng nói luôn đúng không? Trọng thể hiện là người thích Duy Anh, người có cảm tình với anh. Chứ nếu mà không thể hiện là ghen nha. Tại vì sao ghen được? Không, tại vì người ta nghĩ là có đối giỡn. Ghen không, nhưng mà đã vô chơi rồi anh nghĩ sẽ là không ghen đâu. Thì đó, cho nên là thành ra nó sẽ lại cho nên nhiều lúc em thấy là chồng hay tìm cặp đôi bí ẩn nha. Nhưng mà em mới nói là gì nè, đừng quan tâm gì, tại vì cặp đôi bí ẩn mới là người bị đau đầu bởi thử thách.
Phải thử thách được là coi có cám dỗ với cái người yêu của mình hay không. Cám dỗ. Còn ở nhà chung, Phi cũng tận dụng cơ hội để gặp riêng Duy, chia sẻ những vấn đề giữa hai người. Mà chơi tông rừng rú hả? Hay cũng có gì đâu gừng cú. Cỏ thôi chứ gì đâu gừng cú. Hoang dã xíu đúng không? Mà sao mọi người đang trong đó nên đi ra đây? Muốn ra đây hít thở xíu, tại vì nó hơi ngợp. À, hít xong mình ngưng xíu rồi thở đúng không? Nhưng mà mình hít xong mình để lâu quá, nhiều khi tắt. Tắt thở là hơi mệt tắt nha. Tắt thở. Ủa, tối em đi đâu lâu dữ vậy? Tối mình chơi với bạn, với chị. Nhưng mà tối là thật sự là mọi người ai cũng đợi em vậy? Em có nói với mọi người mà chứ đâu phải là... Nhưng mà cái kiểu là mọi người vẫn có lo lắng. Đâu, nhưng mà em đã nhắn tin với từng người rồi. Không, ý anh không hiểu không? Là mọi người vẫn có một cái sự gọi là... Lo lắng hả? Cái công việc mà đâu có thể lo lắng được chứ đâu phải là mình đi... im lặng mình đi luôn mới lo lắng. Còn lại là mình nói chứ là mình đi công việc thì em nghĩ nó không có gì để lo lắng. Ừ, nhưng mà vẫn thấy có lỗi với mọi người. Mà thật sự là hồi trưa là muốn xuống ăn cơm mọi người mà đi không nổi, bị mệt trong người đó, bị kiểu như bị suy nhược vậy đó. Nên sẽ bị mệt trong lúc đó. Nên là thấy cái môi em rồi này nọ là mặt em sẽ bị xanh liền. Đúng rồi, tao là sáng. Thật sự là thì mọi người cũng không ai trách em, tại vì biết công việc. Nhưng mà có lỗi là cái người mà em phải xin lỗi là người khác. Người khác là ai? một số anh chị trong có em có nói rồi. Duy là một người rất là sâu sắc, thật sự ngày hôm nay mình để ý là Duy là một người rất sâu sắc. Duy rất là ít nói, nhưng mà khi mà đã thân với Duy rồi thì Duy sẽ nói nhiều lắm nha. Có được ngủ không? Được ngủ, có được ngủ nghỉ ngơi không? Được. Thôi giờ mình thử thách đi, mình thử thách một cái cách word đi. Đi mang trong nhà đi. Cho một mình anh coi thôi. Cho một mình anh coi thôi. Kìa, đi trong nhà. Dễ quá mà. Dễ quá hả? Đó là một cách, đó là một cái thử thách phải không? Tại vì nãy anh đã cho em tận hưởng rồi đúng không? Anh đã cho tận hưởng rồi. Đây nha, đây là Linh Anh nha. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Trong nhà hả? Cái ví dụ ở đây là thành tích của em. Wow. Hội nghệ sĩ múa nha. Quá tờ em nè. Ok. Đây là Linh Anh, chỉ thấy được nửa mặt thôi. Tác phẩm đọc. Đọc. Chỉ có một mình anh muốn coi thôi chứ không ai muốn coi phòng em hết á. Đồ bữa đó diễn xong cho nên em để ở đó em phải đi liền á. Ok, giờ là mình soạn luôn đúng không? Dạ. Anh có phụ không? Anh có soạn ra không? Cũng được. Bây giờ em hôm nay là không, không, cái này là nhớ chút tặng anh một miếng đi. Trên về anh đắp cho anh chống ngủ. Cái này là chống gì vậy? Cái này là gì vậy? Cái này là dưỡng da thôi. Ủa, em có nghe là đồn làm cho một anh với em là cặp đôi bí mật không? Cặp đôi bí ẩn. Sao lại nghĩ em với anh là cặp đôi bí ẩn ta? Anh lại nghĩ là một cặp khác. Nhưng mà mọi người lại nghĩ là anh với em là một cặp đôi bí ẩn. Nếu cặp đôi bí ẩn là sẽ ít nói chuyện hơn. Đây là từ hôm qua tới bây giờ em nói chuyện với anh là nhiều nhất. Đúng rồi. Đúng không? Sao mà bí ẩn được? Nếu bí ẩn là sẽ kiểu ít nói đại để cho đánh lạc hướng mọi người liền. Bình thường ai muốn nói gì nói là nói. Nhưng mà anh nói là tới khúc cuối đi, tụi mình mới biết được ai là cặp đôi bí ẩn. Nói rồi bí ẩn là Sơn với lại Hùng đó. Hai bé chơi môi gì đó. Chứ không có ai bí ẩn đâu. Là mới có một ngày, hai ngày mà không có dễ nào mà đoán đúng liền hết trơn á. Phải mấy ngày sau mình tìm ra được cái những cái điểm gì đó đó. Ghép lại với nhau thì mới biết được chứ mới ngày một, ngày hai là đoán thôi. Nhưng mà anh nghĩ gặp đó bí ẩn anh có thể đoán được. Ai? Là Khanh với Trọng. Khanh với Trọng mà sao anh đoán được? Tại vì anh thấy có hai người có cái gì đó nó rất là khác với những bạn khác, là kiểu như là cố tình lơ nhau đúng không? Cố em tình lơ nhau nhưng mà mỗi lần nói chuyện với nhau thì lại là rất là hợp, rất là hiểu khịa nhau. Kiểu như là cũng hay. Công việc của anh mấy bữa nay là anh không có đi à?
Không đi làm. Nói về không có đi làm. Tính vô chương trình là có mình anh là người quen, em cũng không nghĩ là anh tham gia chương trình là biết trước luôn á. Anh còn không biết là có em, có Linh Anh, rồi có với anh đâu. Thật sự ra là rồi tính anh quen hết mọi người luôn rồi hả? Anh quen hết ba người là em với Linh Anh với Duy Anh thôi. Duy Anh là anh quen biết là do là tại vì tụi anh đi từ thiện. Lúc đầu là em nghĩ Duy Anh với Khanh là cặp đôi bí ẩn. Lúc đầu là suy đoán là hai người đó. Rồi mình cũng thắc mắc một điều là tự nhiên cái hai thời gian nhắn tin rất nhiều nha. Cái thời gian hai đứa im. Em hay bị như vậy đó. Ừ. Ai nhắn tin với em thì em sẽ nhắn lại, còn không là em hầu như là em ít nhắn tin với người khác lắm. Em phải gặp ở ngoài thì em đi chơi rồi thì em sẽ thoải mái hơn, còn nhắn tin em lười nhắn tin, bị lười. Thôi em nghĩ là nên vô phụ mọi người nấu ăn, rửa chén trong đó đó. Vô phụ. Em cảm nhận được là anh Phi cũng có quan tâm và có để ý quan sát mình. À, để ý tới mình. Thì khi anh em ngồi nói chuyện lại với nhau thì em hiểu được anh Phi thêm một xíu nữa. Vì thường theo em, cảm xúc của em thì bình thường em thấy anh Phi nói chuyện nhiều, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhưng mà thật ra thì sau khi nói chuyện trực tiếp anh Phi, em cảm thấy anh Phi cũng có một xíu tình cảm sâu lắng bên trong nữa. Cũng có một xíu nội tâm. Cũng giống như mình nói, thì cái tình cảm của mình vẫn dành cho bạn Duy và không thay đổi. Còn tại sao thì tại vì chắc hợp gu, đúng gu, my gu của mình. Các bạn đã có những màn hẹn hò thả thính lẫn nhau. Duy Anh vẫn là chàng trai được các thành viên trong nhà chung dành nhiều tình cảm nhất. Phúc biết cảm xúc của Duy Anh dành cho Trọng, nên anh chàng đã chủ động chuyển hướng sang tìm hiểu Sơn. Cả hai chia sẻ rất nhiều về công việc và gia đình. Phi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình khi thể hiện sự quan tâm rất rõ ràng dành cho Duy. Còn cảm xúc của Duy như thế nào thì đó vẫn còn là một ẩn số. Mời quý khán giả đón xem Love House phiên bản đặc biệt Boys Love phát sóng độc quyền trên ứng dụng Netlove vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Xa ấy